Chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn về nội dung là làm sao để phổ cập tiếng Anh cho một cái đứa trẻ từ 2 tuổi đến 5 tuổi khi các bạn trẻ có thể nói tiếng Anh một cách tự nhiên. Và đây là một cái nội dung mà tất cả các bạn và quý vị phụ huynh có con nhỏ muốn quan tâm, thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn điều đó. Vì sao trong một gia đình có bố hoặc mẹ là người Mỹ, người Anh hoặc người Úc hoặc bất cứ một cái quốc gia nào có ngôn ngữ tiếng Anh và cái đứa trẻ lớn lên nói tiếng Anh một cách tự nhiên? Và vì sao một cái đất nước Philippines có hàng nghìn ngôn ngữ, đa ngôn ngữ, hoặc một cái đất nước giống như Nam Phi hoặc bất cứ đất nước nào thì lại mỗi đứa trẻ lớn lên lại biết tiếng Anh? Thì đó là những cái giá trị mà để đưa đến cái cách thức. Ok, tôi đang trải nghiệm. Tôi đã trải nghiệm về cái phương pháp đó và tôi đang thực nghiệm trải nghiệm cho cái đứa nhỏ của tôi. Where is the purple? This is purple. Where is green? Green, this is green, right? Red. This is red. Yay! Okay, good. Oh no! Oh no! Về cái phương pháp này thì chính vì vậy tôi có một cái kết quả nhỏ nhỏ, cho nên tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn để mong rằng những cái nội dung này, hy vọng rằng tất cả các bạn áp dụng cho những cái đứa trẻ của mình để lớn lên các bạn có thể nói tiếng Anh cách tự nhiên mà không cần phải quan tâm đến cái việc đó. Ok, thứ nhất là ta phải hiểu cái mỗi đứa nhỏ như vậy là vì ta có cái smartphone, ta có iPad, ta có cái tivi. Mỗi đứa trẻ như vậy nó thói quen hàng ngày đều sử dụng điện thoại và đòi điện thoại xem những cái nội dung mà các bạn trẻ mong muốn ở trên smartphone hoặc cái iPad. Thì ta hãy biến những cái thói quen hàng ngày của một đứa trẻ đó trở thành cái thói quen tốt để mà các bạn nhỏ có thể tiếp thu được cái ngôn ngữ. Ok, ta quay lại câu hỏi là vì sao trong một cái gia đình có bố hoặc mẹ là người Anh, người Mỹ thì cái đứa trẻ đó lớn lên sẽ biết nói tiếng Anh một cách tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái lượt các bạn nhỏ lớn lên và giao tiếp hàng ngày, âm thanh giao tiếp và hàng ngày với bố hoặc mẹ thì đứa trẻ đó học theo cách tự nhiên để mà biết cái nội dung tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh đó. Bởi vì sao? Các bạn nhỏ trong cái lứa tuổi từ 2 đến 5 tuổi thì cái lứa tuổi đó là tinh khiết nhất của cái âm thanh, là cái sự tiếp thu một cách tự nhiên. Bởi vì đứa trẻ đó sẽ tiếp thu bất cứ cái ngôn ngữ nào xung quanh các bạn nhỏ, tiếp thu bất cứ cái gì ở xung quanh các bạn nhỏ đó. Chính vì vậy đó là cái con đường tuyệt vời nhất để mà hướng dẫn cho một cái đứa trẻ biết nói cái tiếng Anh hoặc bất cứ cái ngôn ngữ nào từ cái tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Và cái đất nước Philippines vì sao lại phổ cập được tiếng Anh cho tất cả mọi người từ 2 tuổi đến 5 tuổi? Bởi vì trong cái chương trình giáo dục mầm non hoặc cái chương trình đó, họ đã dạy tiếng Anh cho tất cả các bạn trẻ từ cái môi trường giáo dục mầm non. Thì khi các bạn lớn lên là đã có biết cái ngôn ngữ rồi. Bởi vì ở bên Philippines, là tôi trải nghiệm một năm ở bên Philippines, thì ở bên Philippines thì tất cả các cái ngôn ngữ ở nhà trường, ở đường phố hoặc bất cứ cái gì là ngôn ngữ tiếng Anh, trong sách vở là bằng tiếng Anh. Nhưng mà mỗi cái địa phương như vậy họ có cái ngôn ngữ riêng và họ học hai ngôn ngữ đó song song, và họ giao tiếp phổ thông ở cái quần đảo này với đảo kia là bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Về cái này thì tôi cũng không đảm bảo rằng đó là thật 100%, nhưng mà nó như vậy. Thì để làm được cái phương pháp này thì điều kiện của chúng ta cần có là gì? Thứ nhất là hiện nay thì cái smartphone, iPad hoặc TV, smart TV thì tất cả mỗi gia đình đều có, và cái phương pháp này áp dụng cho tất cả mọi người. Nhưng mà điều quan trọng nhất là để phù hợp với tất cả các vị phụ huynh ở cái nông thôn, cái điều kiện để cho con em lớn lên học tiếng Anh không có, thì ta hãy biến cái thói quen hàng ngày đó trở thành cái công cụ để mà giúp cho một đứa trẻ lớn lên biết tiếng Anh. Ok, về cái nguyên tắc cơ bản thôi, trên một cái smartphone nữa ta chỉ cần tốt nhất là iPad. Tốt nhất là iPad, bởi vì iPad sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nhỏ
nó tốt hơn bởi vì màn hình to hơn. Thì iPad này biến cái thói quen hàng ngày, thói quen xấu hàng ngày đó trở thành cái thói quen tốt đó, và ta hãy áp dụng cái những gia đình mà có bố hoặc mẹ là người bản xứ, thì ta hãy biến cái iPad hoặc biến cái smartphone đó, biến cái thói quen không tốt hàng ngày đó trở thành một người bố hoặc một người mẹ là người nước ngoài, là một người bản xứ, để giúp cho các bạn nhỏ tiếp thu câu chuyện hàng ngày, rồi trò chuyện hàng ngày, âm thanh hàng ngày, mà những cái thói quen của các bạn đó là tiếp thu với một cái ngôn ngữ bản xứ bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh thông qua cái smartphone này. Đây là một cái điều rất tuyệt vời mà tôi đang áp dụng cho cái đứa trẻ của tôi, bởi vì cái điện thoại smartphone nó đòi không cho thì nó phải, thì mình biến những cái thói quen xấu đó trở thành cái những cái nội dung có giá trị, và biến những cái chương trình tiếng Việt hàng ngày thì thành những cái chương trình mà tiếng Anh, để giúp cho chúng ta có một người bố hoặc một người mẹ bản xứ thông qua cái YouTube này, thông qua cái smartphone này đó. Cái thứ nhất đó là thông qua con đường là YouTube. Nếu cách thứ nhất là thông qua con đường YouTube thì tất cả các bạn chọn cái nội dung trên cái chương trình YouTube ấy, thì tất cả các cái chương trình các bạn chọn là bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh. Có thể bạn nào hiểu biết thì English for Kids, hoặc các bạn sẽ chọn những cái nội dung mà có giá trị theo cái mong muốn nếu các bạn là những người hiểu biết tiếng Anh. Còn nếu mà các bạn không biết tiếng Anh thì các bạn chỉ cần gõ từ English for Kids hoặc là cách học tiếng Anh cho trẻ thì nó sẽ ra những cái nội dung trên YouTube, và các bạn chọn những cái nội dung mà tất cả là mọi câu chuyện trên YouTube, các bạn bỏ vào một cái mục gọi là mục cho trẻ em, để trên cái mục cho trẻ em thì mỗi cái lần như vậy, mỗi đứa trẻ như vậy sẽ vào chỉ có duy nhất cái mục đó thôi, và không có cái nội dung nào khác ngoài cái nội dung mà quý vị và các bạn đã chọn để cho đứa trẻ tiếp thu những cái nội dung mà có giá trị trên cái mục mà các bạn đã chọn đó. Còn nếu mà tất cả các bạn có điều kiện hơn thì tốt nhất là mua cái gói Monkey Story, bởi vì trên cái Monkey Story này người ta đã đưa ra những cái level, đưa ra từng giới tuổi và đưa ra cái chương trình nó rất chi là hay cho đứa trẻ, nó thu hút, và những cái chương trình đó trên đó là nó rất bổ ích, và trò chơi và âm thanh phát âm chuẩn theo người bản xứ, cho nên các bạn tốt nhất nếu theo cách Monkey Story thì hãy cài cái app Monkey Story ở trên nền tảng App Store hoặc là Android ấy. Thì quý vị cài cái Monkey Story ở trên cái iPad đó, và quý vị xóa hết tất cả các cái chương trình YouTube, xóa hết tất cả các cái chương trình mà nền tảng mạng Facebook, TikTok, YouTube xóa hết, còn để lại duy nhất cái app Monkey Story thôi, và đưa cho đứa trẻ của mình hàng ngày. Nó thích sử dụng iPad thì hãy giao cho nó iPad, và chỉ có nó có duy nhất cái chương trình đó, và nó vào cứ nghe âm thanh, nghe hàng ngày, nghe, không cần hiểu, nghe, chỉ việc nghe đi nghe lại, từ từ hàng ngày, thói quen hàng ngày, từ lúc 2 tuổi cho đến 5 tuổi thì những cái câu chuyện, những cái nội dung trong cái chương trình mà chúng ta đã chọn rồi thì nó sẽ tiếp thu vào cái lỗ tai, để làm sao cho mỗi đứa trẻ đó nó nghe âm thanh quen thuộc, và nó sẽ lặp lại, và nó không hiểu được cái nội dung và ý nghĩa của từng câu chuyện, nhưng mà thông qua cái đó rèn luyện cái lỗ tai của mỗi đứa trẻ. Và cái cách thức đó là cái cách thức tuyệt vời nhất để mà biến đứa trẻ, cái lỗ tai của đứa trẻ tiếp thu theo cái ngôn ngữ tự nhiên, và khi các em lớn lên các em sẽ học. Còn các em nghe hàng ngày như vậy, giống như trong gia đình có bố hoặc mẹ là người bản xứ, thì thông qua cái lứa tuổi này thì bố hoặc mẹ trò chuyện hàng ngày với tất cả các bạn nhỏ bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh, và lặp đi lặp lại hàng chục nghìn lần như vậy, thì các bạn nhỏ có một âm thanh quen thuộc, và các bạn lặp đi lặp lại cho dù các câu chuyện hoặc những cái mà các bố hoặc mẹ người bản xứ đó nói, một đứa trẻ như vậy không hiểu, ngay cả bản thân tiếng Việt của chúng ta cũng vậy, là một đứa trẻ cũng không hiểu được cái câu chuyện đó là gì, nhưng mà đến lúc 5 đến 6 tuổi thì các em sẽ hiểu, hoặc hiểu theo từng cái giai đoạn tuổi. Có những câu nói
mỗi đứa trẻ lớn lên đã hiểu, có những câu nói thì các em hiểu bình thường. Thì thông qua những câu chuyện hàng ngày, những cái chương trình mà chúng ta đã set up ở trên cái chỗ smartphone hoặc iPad cho một cái đứa trẻ đó hàng ngày nghe như vậy, thì đứa trẻ lớn lên nó sẽ có một cái âm thanh tự nhiên và nó sẽ học theo một cái dạng tự nhiên của ngôn ngữ. Đó là cái cách mà tôi đang áp dụng cho một cái đứa trẻ của tôi từ 2 tuổi đến 3 tuổi. Bây giờ là 3 tuổi thì nó có một cái sự kết quả tiến bộ cơ bản, nhưng mà tôi chờ đợi một kết quả tuyệt vời hơn là trong 5 tuổi thì đứa bé đó sẽ biết tiếng Anh theo cái dạng tự nhiên. Tôi đang áp dụng cái cách này cho con của tôi, và cái cách này tôi cũng đang dùng cho bản thân tôi. Cho chính bản thân tôi cái cách học tiếng Anh. Tôi chỉ việc không cần học cái theo cái dạng nào ấy. Tôi chỉ nghe đi nghe lại và nghe. Thì một lúc nào đó cái lỗ tai của tôi quên được âm thanh đó, ai nói cái gì tôi phát âm lại, ai giải thích cái gì tôi biết cái đó, cho dù tôi không hiểu nghĩa nhưng mà tôi biết cái điều đó. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì tôi sẽ hiểu được cái câu chuyện của bạn đang nói là gì. Bởi vì chúng tôi đang nói về cái lĩnh vực này thì cái âm thanh của tôi tiếp thu nó, cái lỗ tai của tôi tiếp thu nó nhanh và cảm nhận được cái câu chuyện nó tuyệt vời hơn. Đây là cái phương pháp chỉ việc nghe và theo cái phương pháp của cái ngôn ngữ tự nhiên của trẻ em. Thì hy vọng rằng tất cả các bạn nghe được câu chuyện này, thì nếu thấy cái nội dung này nó hay thì các bạn chia sẻ hoặc để lại những cái nội dung comment ở bên dưới để tôi chia sẻ cái cách cụ thể hơn. Bởi vì nhiều lúc tôi nói ở đây mọi người sẽ không hiểu được cái giá trị của bài tập chỉ việc nếu ta biến thói quen hàng ngày sử dụng điện thoại của mỗi đứa trẻ trở thành một người bố hoặc một người mẹ người nước ngoài đấy, và biến thói quen xấu đó trở thành cái thói quen tốt. Đó chỉ việc nghe những cái câu chuyện ở trên YouTube hoặc ở một trên nền tảng app học tiếng Anh nào đó, chỉ việc tiếng Anh thôi. Như vậy thì đứa trẻ sẽ lớn lên và cái lỗ tai nghe. Còn một cái câu hỏi, vì sợ một đứa trẻ lớn lên bị loạn ngôn ngữ không, chỉ phần chơi ở trên smartphone hoặc là iPad đó bằng cái chương trình tiếng Anh, nhưng mà các bạn cái ngôn ngữ tự nhiên của Việt Nam là hàng ngày các bạn trò chuyện giao tiếp với mỗi đứa trẻ, thì cái đứa trẻ đó sẽ biết cái ngôn ngữ tiếng Việt là chắc chắn rồi. Còn cái một số bị loạn ngôn ngữ là bởi vì cái đứa trẻ đó bố mẹ không giao tiếp hàng ngày, chỉ có giao được trên TV và xem những cái nội dung từ tròn, và các em không hình dung được một cái nội dung nào đó, thì các em mới dễ bị rơi vào cái trầm cảm và rơi vào loạn ngôn ngữ thôi. Còn về theo cái phương pháp này thì nó hoàn toàn cách tự nhiên, thì mỗi đứa trẻ lớn lên sẽ biến cách tự nhiên. Đến cái lúc 3 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi rưỡi thì đứa trẻ đó hình thành một cái cách nghe và hiểu cảm thụ rất nhanh rồi. Các em sẽ lặp lại được một câu, thì ngay cả với đứa trẻ của bạn nhỏ của tôi bây giờ 3 tuổi nhưng mà có thể nói được cơ bản một số tiếng Anh đơn giản rồi. Thì đó là cái kết quả. Tôi nóng vội muốn chia sẻ cái kết quả này cho tất cả các bạn, để rằng mong rằng những người bố hoặc người mẹ có cái con nhỏ sẽ áp dụng cái phương pháp này để mỗi đứa nhỏ của chúng ta lớn lên có thể hiểu một cách. Đến 5 tuổi tôi đảm bảo rằng đến 5 tuổi là các bạn sẽ biết được tiếng Anh giống như một cái đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố hoặc mẹ là người nước ngoài. Rồi còn học tiếng Anh, học ý nghĩa, học phương pháp, học ngữ pháp, học cái đó thì ở nhà trường sẽ dạy cho tất cả các bạn. Cũng giống như một tiếng Việt như vậy, đến 6 tuổi các bạn học lớp 1 đã rồi mới học những cái tiếng Việt, toán hoặc cái gì đó, thì đó là cái phương pháp. Hy vọng rằng những cái nội dung này có giá trị với tất cả các bạn, và các bạn vui lòng nếu thấy có giá trị thì hãy đăng ký kênh và bình luận những cái nội dung mà các bạn chưa hiểu ở bên dưới. Tôi sẽ giải thích cho quý vị cụ thể hơn bằng cái cách là điện thoại trực tiếp, hoặc là giải thích bằng những cái video tiếp theo về cái cách thức đó. Thì cái phương pháp của cái cách này đó là biến cái smartphone của thành người bố hoặc người mẹ người nước ngoài, để mà giúp cho một cái đứa trẻ lớn lên biết nói tiếng Anh theo cái phương pháp tự nhiên. Đó là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.